Em xin review với mọi người hai bộ, đó là bộ Hoa Văn được phát hành năm 1969 đến năm 1971 ạ. Và đây là bộ Thú được phát hành năm 1972. Bộ Hoa Văn này thì bao gồm 6 tờ ạ. 6 tờ của tiền trong bộ Hoa Văn này mặt đằng trước đều là ngân hàng nhà nước ạ. Mặt đằng sau của những tờ tiền này thì là Hoa Văn ạ. Những tờ tiền trong bộ Hoa Văn này đều có bóng chìm là một vị tướng nha mọi người. Đây là tờ 100 đồng Hoa Văn. Đây là tờ 1.000 đồng Hoa Văn ạ. Đây là tờ 500 đồng Hoa Văn ạ. 200 đồng Hoa Văn. 20 đồng Hoa Văn ạ. Và tờ cuối cùng đó là 50 đồng Hoa Văn ạ. Những tờ tiền này chất lượng còn mới từ tầm khoảng 90% nha mọi người. Bộ Hoa Văn này với giá là 650.000 một bộ ạ. Và đây là bộ Thú. Bộ Thú cũng bao gồm 5 tờ ạ. Những bộ Thú này đằng mặt đằng trước thì là dinh độc lập. Tất cả 5 tờ trong bộ Thú đều có bóng chìm là một hình cô gái ạ. Đây là 200 đồng con nai. Đây là 500 đồng con cọp ạ. Mặt đằng sau con cọp. Đây là 100 đồng hình con trâu ạ. Mặt đằng sau. Đây là 50 đồng hình con ngựa ạ. Và đây là 1.000 đồng hình con voi ạ. Bộ Thú này với giá là 700.000. Ai quan tâm thì hãy đăng ký kênh của em để theo dõi nhiều tiền xưa hơn nhé.